Rồi, chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học nội dung liên quan đến cái môn học thương mại điện tử. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái phần 2 của cái môn học của cái buổi nội dung liên quan đến thiết kế website. Thì trong cái buổi hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể cài cái phần mềm và một số cái khái niệm cơ bản liên quan đến cái website, như là cái website là gì, domain hosting, DNS, web đồng, web tình, web trang mạng từ, web responsive, cross browser, retina display, SEO, CMS, đấy, vâng. Thì đây là những nội dung mình đã nói trong cái buổi hôm trước ha. Thì buổi hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trình bày một số cái nội dung nó liên quan đến cái việc cài đặt cái website. Thì bạn lưu ý ha, cái website mình sử dụng ở đây là WordPress. Một số bạn thì các bạn không cách nào bạn cài được cái Chrome. Thì các bạn có thể sử dụng một số cái cách mà mình đã up ở trong cái hệ thống. Up ở trong hệ thống. Các bạn vào trong cái class book á, nó cho cái phần nó cho cái phần liên quan đến cái website này. Đấy. Thì nó cho cái assignment này. Mình sẽ có một mục liên quan đến cái hướng dẫn tạo website ở đây, mình bỏ nhầm phần. Đây. Hướng dẫn tạo website đây. Đấy, trong này sẽ có các video hướng dẫn của họ ha, không phải của mình ha. Đấy, mà nó muốn học nhắn thì có thể đọc xem cái đó. Cái file hình cái Chrome, hiện nay là cái file download cái đặt của Chrome mà được WordPress. Đấy. Còn đây là trong trường hợp các bạn không cách gì các bạn cài được cái Chrome thì các bạn sử dụng cách này ha. Bởi vì nếu các bạn không cài Chrome thì hẳn sẽ có rất nhiều cái hạn chế đó. Rồi, và thì đấy là cái liên quan đến thì đấy là những cái nội dung mà mình đã trao đổi với các bạn tuần trước. Thì buổi hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trao đổi với các bạn những nội dung cơ bản liên quan đến cài đặt cái WordPress. Thì các bạn lưu ý rằng ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn cả nội dung cơ bản để cài đặt thôi ha. Đây, còn cả cái chuyên sâu thì các bạn phải tự tìm hiểu. Đây, bởi vì mỗi cái website thì hẳn sẽ đòi hỏi một số cái plugin nó khác nhau, cả cái theme nó khác nhau, cả cái thuộc tính khác nhau. Các bạn build nội dung, build hình ảnh thì phải khác nhau. Bởi vì nó tùy thuộc vào cái ý đồ cũng như là cái ý tưởng kinh doanh thương mại từ của các bạn. Đấy. Cho nên mình có thể mình đi cùng các bạn từ đầu tới cuối này phải được. Ok. Đấy. Và cũng lưu ý luôn luôn đó là các bạn phải làm từ bây giờ ha. Đấy, chứ còn không mà để lâu là làm kịp đâu. Thì hiện tại thì mình đang chậm cái bài mind map 2 tuần vừa rồi của bạn và mình chậm một ngưng xong rồi, chắc là có thể là trong ngày mai gì đấy thì mình sẽ gửi cho các bạn. Rồi quay trở lại liên quan đến cái này thì mình có một số lưu ý đối với các bạn này. Cái nhất đó là một số bạn là nói là các bạn không cài được cái WAMP hoặc là các bạn không cài được cái WordPress. Thì đơn giản đó là bởi vì các bạn cần phải kiểm tra thử là cái máy các bạn có cái vấn đề gì không. Bởi vì hãng sẽ có một số cái máy cấu hình hẳn thể cài được cái WAMP 64 bit này. Như máy các bạn sợ 32 bit thì làm sao cài WAMP 64 bit này, đúng không? Đấy. Thì các bạn có thể gõ Google để tìm hiểu cái các nguyên nhân vì sao hàng sẽ có các nguyên nhân ở trên này. Các bạn sẽ gõ đây là không cài WAMP được này. Đấy. Bạn cứ gõ vào đó thôi. Đấy, không cài WAMP được này. Đấy, thế hàng sẽ có cái giải quyết lỗi khi đặt view giống thức cái lỗi này cũng rất hay sử dụng gặp phải. Đó là các bạn phải cài thêm một một cái tệp gọi là msvc.gml. Thế đấy thì hàng sẽ có rất nhiều cái lỗi mà liên quan đến cái việc cài WAMP, bởi vì nó tùy thuộc vào từng máy tính, cho nên bây giờ mới hỏi từng máy tính có vấn đề gì thì nó quá khó, đúng không? Đấy. Cái lỗi thứ hai đó là lỗi kết nối mạng, cho nên nó gây ra một số cái đó là khi bạn cài bạn load không được. Đấy. Thì đó là cái lưu ý ha. Và một cái nhóm câu hỏi thứ hai đó là các bạn hỏi mình thế này: tại vì sao em đã tạo website rồi mà em lại không gõ được trên Google? Thì đơn giản đó là bởi vì cái website của bạn đó là website offline, website tĩnh, website lưu trong mạng của bạn thôi, chứ các bạn chưa up lên internet và các bạn chưa up vào cái hệ thống của Google. Mà như vậy đấy, và bởi vì các bạn chưa up lên đây cho nên bây giờ các bạn có search, ví dụ giống mình hôm trước mình trang làm cái trang du lịch Huế, đúng không? Thì bây giờ mình có gọi dưới là Huế thì làm sao mà nó ra được? Đấy, làm sao mà nó ra được?
Đấy, nó ra mình cái trang thôi. Bởi vì cái này các bạn chưa up lên ha. Và cùng liên quan đến câu này thì có một số bạn hỏi là vậy thì bây giờ em muốn share cho các bạn trong nhóm cùng làm thì cách gì? Thì các bạn hình dung rằng là các bạn thông thường cái này thì cần sẽ có hai ba cách. Một cách đó là các bạn sử dụng phần mềm TeamView để làm chung. Đây, phần mềm TeamView. Đây. Hoặc là các bạn cách thứ hai. Đấy, cái này chắc là một số bạn sẽ biết rồi ha. Đấy, cách này thì các bạn có thể share cái máy tính ra để làm chung. Cách thứ hai đó là các bạn up luôn cái file warm này, cái file warm này, các bạn up lên đến chỗ Google Drive để cho các cái bạn còn lại trong nhóm các bạn đáo xuống. Thì chỉ cần có file warm nằm trong cái ổ đĩa C đấy, thì các bạn có thể truy cập được cái website có cái cấu hình tương tự như website mà các bạn còn lại trong nhóm đã tích hợp ha. Cái cách thứ ba đó là các bạn cứ gõ vào đây là cách tạo website. Rồi cách thứ ba thì các bạn giống rằng là các bạn có thể là tự tìm trên chỗ Google là các cái cách để mà làm việc nhóm, các nhóm công tác website. Hoặc là các bạn đơn giản đó là các bạn chia nhỏ cái công việc các bạn ra để các bạn làm. Ví dụ một bạn sẽ là tìm chịu trách nhiệm đó là đi tìm các cái dữ liệu, các cái sản phẩm. Một bạn đó là việc bài để mà đăng tin. Một bạn đó là cấu hình về cái trang web hoặc là cấu hình về bán hàng. Một bạn là làm cái cả, tức là các bạn sẽ chia nhỏ ra được chứ. Đấy, và thực ra một nhóm thì các bạn không cần phải tập trung vào làm hết cái bài này, mà thường á cả nhóm trường á là trường á thì thường là mình sẽ thấy rằng các bạn đó là bởi vì các bạn nội dung cái đề tài bài tập nhóm của bạn là các bạn có hai phần. Một phần đó là liên quan đến cái phân tích thị trường, phân tích thị trường mà lập kế hoạch kinh doanh cho cái ý tưởng kinh doanh thương mại điện tử, và một phần là lập cái website cho cái ý tưởng đó. Nên ví dụ giống như nhóm của bạn là 7 người được chứ, thì có thể là có 4 hoặc thậm chí 5 người làm cái bài tập 1 đi, 4 hoặc 5 người làm cái bài tập liên quan đến cái là phân tích cơ hội thị trường, rồi phân tích thị trường, rồi lập cái kế hoạch kinh doanh. Đấy, thì 4 hoặc 5 người làm cái bài tập đó, còn khoảng 2 hoặc 3 người gì đó là làm cái cải tạo website là được rồi. Sau đó 2 hoặc 3 người đó là có trách nhiệm đó là làm lại cho nhóm để cả nhóm hiểu cách để mà bạn làm ra được website đó được chứ. Đấy, thì đấy là cái cách để các bạn phối hợp để mà làm cùng ha. Đấy, và mình cũng khuyến khích đó là tất cả các bạn nên cố gắng tìm hiểu để tạo website, bởi vì mình nghĩ là cái việc tạo website nó không khó, và nếu mà các bạn có thêm một cái kỹ năng thì nó cũng rất tốt cho tương lai các bạn ha. Rồi quay trở lại và một cái lưu ý nữa đó là một số bạn nói là vì sao mà hôm trước trong cái link hướng dẫn của thầy đó là sau khi mà thầy cài đặt cái warm và cài đặt cái WordPress xong rồi, setup cái cơ sở dữ liệu xong rồi thì bấm cái này là vào, mà vì sao em bấm vào không được, hoặc là bấm cái cả trên này là để vào mà em bấm vào không được, vì vậy mình bấm cái này, mà em bấm mãi em vào không được, nó cứ lót vậy, cuối cùng nó bị này. Thì đơn giản các bạn nhớ này, sau khi các bạn đã cài đặt warm và đã cài đặt cái của press xong thì bạn phải bật cái warm lên, thì khi đó bạn mới vào được website ha. Bạn bật cái này lên, lưu ý ha, nhiều nhóm mà đặc biệt bật là phải cái được chữ xanh đấy, nếu vàng thì hẳn cũng sẽ có một số lý do vàng, các bạn phải có Google để hỏi vì sao là cái warm này phải hẳn cứ màu đỏ chứ nó hoặc vàng, nó không chuyển qua xanh, cái là xanh này mới được này. Bây giờ các bạn sẽ vào lại cái trang lúc này này, localhost đặt ngang du lịch thuế thì bây giờ mới được này, ok. Còn cả cái bước hôm trước thì mình lại làm gì nữa hả? Nếu mà các bạn cần thắc mắc chưa hiểu thì các bạn cứ xem lại video hôm trước. Còn vấn đề gì thì các bạn cứ nốt trong cái mind map, thì mình sẽ có một video mình sẽ trả lời tất cả các mind map từ buổi đầu tới buổi cuối sau ha. Rồi, từ đây nó nốt hơi lâu bởi vì cái mạng cái đường truyền hơi yếu hơn. Rồi, thì đây là cái trang hôm trước mà mình đã tạo ha. Thì hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo ra cái này rồi, đúng không? Sau khi tạo thì mình có yêu cầu các bạn đó là cài đặt cho mình một cái Teams, một cái giao diện và một cái plugin. Đấy. Và cái Teams mình yêu cầu các bạn chọn đó là cái Teams liên quan đến Storefront hoặc là cái Store. Để mình coi hôm trước mình cài cái gì. Đây, hôm trước họ Easy Storefront, đại khái là cái gì liên quan đến Storefront này. Tại vì thường đấy là cái team liên quan đến bán hàng, đấy nhé. Đây, họ
hoặc là cái Steam Storefront bên này cũng được, cả nào cũng được ha. Đấy, ví dụ giả sử mình sử dụng Steam Easy Storefront này. Đấy, cái thứ hai đó là mình yêu cầu các bạn đó là cài cho mình một plugin đó là WooCommerce. Đây là plugin nó phổ biến nhất để mà bán hàng. Các bạn thấy mình cài xong thì hẳn sẽ có cái mục WooCommerce ở đây này. Được chưa? Hẳn sẽ có plugin về WooCommerce. Đây, WooCommerce ở đây. Được chưa? Rồi, thì đấy, đấy là những cái nội dung mà mình đã yêu cầu các bạn làm buổi hôm trước. Và trong cái bài tập 1 thì các bạn phải làm cái điều đó cho mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái nội dung nữa để mà các bạn có thể xây dựng cái website cho cái ý tưởng thương mại điện tử của mình. Mà mình lưu ý rằng các bạn phải xây dựng một website cực kỳ đẹp ha, chứ không phải là lằng nhằng đâu nghe. Đấy, phải đẹp đấy nhá, lưu ý là phải đẹp. Chứ website mà lằng nhằng thì làm gì được nhá. Và các bạn lưu ý rằng mà để xây dựng website thì các bạn nên có một cái website tham khảo. Tí nữa qua phần ad sản phẩm thì mình sẽ nói vì sao các bạn phải có một website tham khảo. Ví dụ giống các bạn đi xây dựng website về bất động sản thì có một trang, ví dụ giống bất động sản thì có cái trang Real Estate. Đây, các bạn sẽ thấy là cái tùy chọn giá gì của họ rất là đẹp ha. Đây, để các bạn tham khảo. Các bạn có thể sử dụng cái ViewWith này để biết có thử là họ sử dụng cái ViewWith hoặc là cái similar text. Cái này hôm trước mình có ghi trong slide rồi ha. Để có thử cái cách để họ xây dựng một cái page này nó như thế nào. Đây. Đây là trang về mua bán bất động sản được chưa? Đây. Thì các bạn xem trong này cách để họ xây dựng cái page là như thế nào. Đấy. Cả cái plugin, cả cái team mà họ sử dụng, hoặc là những cái nội dung, hoặc là kể cả CMS, hoặc là bất kỳ cái nội dung họ sử dụng, cả cái nội dung này quá ghét nó là cái gì thì các bạn mất chưa ha. Bạn tìm nếu mà là free thì bạn add vào trong website của bạn, nếu mà cần tiền thì thôi được nha. Rồi thì đấy, đấy là cái một cái lưu ý ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. À, trong nội dung buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái nội dung khác liên quan đến việc tạo lập một cái trang web thương mại điện tử. Một nội dung tiếp theo đó là các cái kiểu dữ liệu trong WordPress nó là gì. Thì có hai dạng, đó là các cái dạng bài viết post hoặc là dạng trang. Đấy, post nó là gì và trang nó là gì thì các bạn dùng cái này. Bây giờ mình giả sử mình viết cái bài của HCE ha. Như dòng trang của HCE ha. Thì post hoàn chỉnh là các cái bài viết mà các bạn đăng ở đây. Đấy, các bài viết các bạn đăng ở đây. Ok, đây, những cái bài này gọi là các cái post. Hoặc là mình lại cái trang của ATT cho các bạn dễ dùng. Cái trang này hồi trước mình cũng là mình yêu này ha. Thì post nó chỉnh là các cái bài viết mà các bạn đăng lên. Đây. Đây, các cái bài này gọi là các cái post. Đấy. Đó là cả cái bài viết được chưa? Post. Còn cái page hoặc là cái trang hoặc là các cái nội dung cứng. Đấy. Hầu như các bạn chỉ xây dựng ở những cái này. À không, đây là cái liên kết rồi. Đấy, hàng bạn xây dựng khi nào mà các bạn xây dựng cái page và nội dung này hầu như nó cứng, nó không thay đổi được. Những cái nội dung này các bạn thay đổi nó thường xuyên ha. Đấy. Đây là những cái bài post. Thì post và page nó khác nhau cái gì thì sau này các bạn khi các bạn xây dựng được website thì các bạn sẽ hình dung rõ hơn về cái này. Được chưa? Rồi. Còn để tạo post và tạo page thì các bạn sẽ tạo ở đâu? Thì bạn sẽ tạo ở đây ha. Trang đó của mình rồi. Localhost. À, cái trang này mình đã xài rồi, còn nếu không bình thường các bạn bật nó lên thì hẳn sẽ ra cái này, các bạn được bấm login là xong ha. Vào trong này. Rồi. Cái posting nó nằm ở đây. Nếu các bạn nào mà thấy cái tiếng Anh nó khó quá thì các bạn có thể chuyển qua tiếng Việt ha. À, tiếng Việt nó chuyển ở đâu nhỉ? Các bạn có thể chuyển qua tiếng Việt cho anh dễ anh nhung. Các bạn tin giúp mình, tại vì mình nhớ trong này có cái chỗ để mình kia chỉnh ra tiếng Việt nhé. Nhé. Đấy, thì thôi các bạn cứ tìm, hoặc là không nếu các bạn tìm thì các bạn cứ gõ Google cho mình cái. Okay. Tại vì mình sai tiếng Anh quen rồi. Okay. Rồi, thì bây giờ thì thế này. Bây giờ chúng ta sẽ
Hình dung rằng là chúng ta sẽ có cả bài viết, ví dụ giống bây giờ có một cái trang giống như trang 24 giờ. Bây giờ các bạn muốn đăng lên một cái thông tin nào đó hoặc một cái bài viết nào đó, chẳng hạn các bạn bán cái sản phẩm đó là nuôi thú cưng, ví dụ như vậy, bạn đăng lên một cái bài viết về chia sẻ các cái kinh nghiệm để mà cho thú cưng ăn, ví dụ như vậy, được chưa? Thì các bạn cần phải có các bài viết đúng không? Đấy, thì ví dụ giống một cái bài này, thì đây là một cái bài viết. Vậy thì làm sao để viết ra cái bài này? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng gọi là post ở đây, một dạng việc bài viết. Thì các bạn sẽ create a new post, add new, okay. Add new là tạo ra một cái bài viết. Bây giờ giả sử là cái bài viết này đó tiêu đề đó là sao Brunei giàu nhất thế giới. Đấy, ví dụ như vậy, được chưa? Cái bài này thì có cái tiêu đề đó là cái phần này. Đấy. Có những cái này. Đấy, okay. Cái ảnh này các bạn có thể dán trực tiếp ha, hoặc là nếu không thì các bạn có thể add ở đây Media Library, hoặc là nếu không được mà upload một cái file còn đều ở trong máy các bạn. Đây, việc là upload ở đây này ha, ví dụ như này. Đây, insert photo. Đấy, ví dụ như này. Ok. Không được bạn sang cái ảnh mà các bạn copy qua được là xong. Bây giờ các bạn thêm những cái nội dung khác, chẳng hạn như là bạn sẽ thấy ở phía tay phải này hẳn là các cái tùy chọn bạn cần phải thêm vào đây, chẳng hạn như status drop rồi mấy cái này thì khỏi nhá, chứ bạn chỉ cần cái thêm cái categorize này. Đây là dạng gì? Đây là dạng tin tức news. Sau này thì sẽ có cái thanh menu của bạn ha, tin tức. Đấy. Add. Rồi, tag ở đây. Tag ở đây thì bạn chọn những cái từ khóa nào gọi là nó phù hợp, chẳng hạn như ở đây là bóng đá hoặc là vô địch quốc gia Thái Lan, Hà Lan gì đấy, thì mình sẽ copy cái cả tiêu đề bỏ vào đây, xong mình thích giữ cái gì thì mình giữ, còn không mình xóa hết nữa. Hà Lan đấy, hậu ha, mà cái từ mà nó hot tí thôi ha, bóng đá đấy, bởi vì đây là cả cái keyword để sau này người ta search trên Google nó ra cái bài sao Brunei ha. Đấy, rồi add vô là xong, được chưa? Rồi set feature image. Feature image nó là cái gì? Feature image nó là cái hình nó sẽ hiện ra đây, ví dụ giống ở đây cái hình này, đôi lúc kích vào bài các bạn sẽ thấy đây, đấy là có cái hình đấy rồi đúng không? Mình lại ví dụ giống nhiều bài lúc hẳn có cái hình giống ở trong ở đâu, ví dụ cái này, này giống luôn ha. Đấy, ví dụ giống như là cái này tàu chiến Trung Quốc không? Không, ví dụ cái này ở đây đa phần cái hình giống nhau, các bạn sẽ thấy là nhiều cái hình hiển thị bên ngoài nó cũng giống cái hình ở trong cái nội dung bài đấy. Thì cái mục là cái feature image này hoàn chỉnh là cái hình mà hiển thị bên ngoài cái bài ấy. Đấy, bây giờ mình giả sử mình sử dụng cái hình này luôn đi đấy. Set feature. Được chưa? Rồi bắt đầu là publish. Thì các bạn thấy rằng publish xong là bạn sẽ có một cái link ở đây, permanent link ở đây. Thì đấy, bạn thấy không? Đây, hoàn chỉnh cái bài viết của bạn ha. Đây. Đầy đủ đúng không? Sao play nhau. Rồi bây giờ ra trang chủ, có từng có ngoài trang chủ không? Đây, các bạn thấy không? Cái hình này hoàn chỉnh là cái hình hiển thị của cái bài viết này. Được chưa? Có thể là có nằm trong bài viết hoặc có thể không có nằm trong bài viết. Đấy. Thì đó là hình hiển thị trong bài viết. Thì đấy là một cái bài, một cái post. Được chưa? Cái page thực ra hàng giống giống vậy, tuy nhiên nó khác một tí là cái page nó dùng để tạo ra những cái link link đây, chúng ta sẽ tạo page đó hàng giống giống vậy ha. Page nằm ở đây, các bạn add new. Rồi các bạn giả sử thay vì bài lúc này thì bạn sẽ page thì nó sẽ là một cái gì đó nó liên quan đến liên hệ quảng cáo đi, như vậy. Trang mình mới chậm, cái trang bây giờ nó sẽ chậm lắm. À,
Rồi bây giờ giả sử cái page đó là cái gì? Đây mình lại ví dụ giống cái page ở đây mình có một cái page là ví dụ giống tại sao chọn cái anime này, được chưa? Đấy, giờ mình sẽ có cái page ở đây. Đấy. Rồi, bây giờ mình ta cần phải xây dựng nội dung cái page đúng không? Thì hẳn cũng tương tự như cái lúc nãy thôi, đúng không? Đấy cũng là một lý do tại vì sao các bạn nên có cái trang web tham khảo một cái một số nội dung đôi lúc họ có sẵn rồi các bạn như việc biểu gọi là mường ngoài tỷ thế dù đấy hẳn chưa có hình ảnh gì đâu cả đúng không đấy, các bạn muốn lấy hình ảnh của họ thì các bạn cũng có hình ảnh sẵn đúng không? Đấy, xây image slide. Đấy, ok, rồi, bắt đầu chỉ add vào trong bài, trong cái này thôi. Đấy, cái cả lúc này các bạn bỏ trỏ đâu thì mình sẽ rơi vào cho nó. Còn nếu không được bằng di chuyển video khác, ok. Thì đấy, đây là page hàng các bạn thấy hàng cũng tương tự như cái post thôi, tuy nhiên hàng sẽ có một số cái tính năng nó khác cái post đó. Đây cùng bạn cùng xét cái đây là người mở trang xong người trên này rồi tương tự cả nó mạng thôi tại vì cái này cũng phải dùng để search mà hẳn là một cái trắng cứng cho nên thường các bạn sẽ có từ khóa và cả cái này ở đây chứ đây hẳn là page đây, xong rồi bạn có một link ở đây chứ thì đây đấy là cái liên quan đến cái như thế này được chưa page thì nó sẽ không hiển thị như cả cái post bài viết mà nó sẽ hiển thị theo kiểu khác thôi rồi thì đấy là cái đầu tiên đó là liên quan đến trang và bài viết được chưa? Đấy, cái dữ liệu này thì các bạn cần phân biệt được ha. Cái thứ hai là theme, theme thì cả hôm trước mình nói rồi đúng không? Cái widget này hẳn chỉnh là thì các bạn những widget nó chỉnh là cái khổ nhúng mà dùng để kéo thả, là khá là dùng để xây dựng cái web được nhé. Thì cái này cũng không quan trọng, các bạn chỉ cần để cái theme, cái plugin, cái menu và một số công cụ về tool này là được rồi. Rồi cái plugin thì hôm trước mình cũng nói rồi ha. Giả sử bạn cài thêm một cái plugin nữa là contact form 7. Cái này là một cái plugin về cái contact form nó rất là phổ biến ha. Những thông tin liên hệ gì đấy. Thì bây giờ chúng ta phải cài thêm một cái tổng team thì cả appearance hôm trước mình nói rồi đúng không? Ở đây. Một plugin ở đây. Bây giờ bạn thử cài thêm một cái plugin nữa đó là contact form 7. Đây cũng là một plugin rất là phổ biến này, cho nên các bạn thấy nó có hơn 1 triệu lượt cài cái này luôn. Okay. Thì cái này dùng để trong lúc chơi thì mình sẽ nói tiếp ha. Rồi nó sử dụng cả cái như là menu hoặc là của press tools về import export. Rồi install rồi, active. Rồi thì contact form 7 này thì các bạn bấm vào trong setting này đây contact form 7 edit cái này đi các bạn có thể thêm cái giống your name hoặc là email hoặc là test vào đây giống như ví dụ giống như trang web của công ty mình tên là du lịch Huế email của mình đó là du lịch Huế @gmail.com đây subject title đây thì đại khái là các bạn có thì bỏ thôi ha hoặc là thật kiểu số điện thoại các bạn gửi thì bạn bỏ số điện thoại vào đó 0935868888
tâm tạp như vậy, ok. Task message là khái là vậy, mà ưa thì bạn có thì bạn có thôi, ok. Đấy, thì đây là các cái dạng plugin ha, nó sẽ giúp các bạn thực hiện được các cái tùy chọn như là FAQ hoặc là như lúc nãy mình xóa bớt một cái gì đấy rồi. À, về mail là đi khá sẽ khác, mail cái này là mail này, đúng không? Rồi thì đại khái đấy là nó liên quan đến việc bạn cập nhật email ha. Thì cũng quan trọng lắm. Rồi tóm lại đó là các plugin, tức là các cái tùy chọn của bạn cài đặt vào để mà nó xây dựng lên các tính năng của cái website, chẳng hạn tính năng thanh toán, tính năng liên hạc, liên hệ thì đấy, thì hẳn sẽ là các cái tính năng. Rồi và các bạn sẽ giúp mình đó là xây dựng cái này. Đây, bạn sẽ làm một bài tập này. Thì để làm bài tập này thì các bạn cần phải biết được cách để các bạn ở đây là có một số cái giống như tùy chỉnh team này, các bạn rõ rồi đúng không? Biết bài tạo trang thì rõ rồi, sửa menu. Cái menu nó là cái gì? Đây, menu hàng chỉnh là các cái nội dung chỉnh, ví dụ giống như vào cái trang, ví dụ giống tiki. Thì các bạn dùng cái này gọi là menu này, tức là dẫn mục các cái loại sản phẩm mà các bạn sẽ bán, hoặc là dẫn mục các cái nội dung mà các bạn sẽ trình bày trên cái website, hoặc là mình vào một trang khác giống trang ATT. Thì cái này gọi là một menu này, được chưa? Và khi các bạn tạo website thì các bạn cần phải định hướng trước làm một cái list các cái menu cần có. Đây, về dạng dài ha. Đấy, cái này các bạn cần phải định hướng trước. Đấy. Này là cái thằng menu ha. Đấy. Thì đây, và đây thì ví dụ giống như trong cái trang mà về du lịch Huế này á, thì cái thằng menu của mình gồm những cái gì? Thì để mà tùy chỉnh cái menu thì bạn sẽ vào appearance, sẽ có cái menu ở đây. Thì đầu tiên đó là các bạn cần phải tạo ra cái menu, create menu. Đấy, menu name. Chẳng hạn như là tin tức. Create menu. Rồi. Menu này hàng gồm những cái gì? Đây. Thì thông thường menu này á sẽ gồm các cái categorize. Đây, bạn sẽ add vào. Cái tin tức có rồi đúng không? Bạn sẽ add thêm vào. Này màng mình hơi chậm hơn. Đây tin tức có rồi đúng không? Add thêm vào. Đây. Bây giờ nếu mà các bạn muốn tạo thêm cái này thì các bạn chỉ việc là tạo thêm thôi đúng không? Đây. Ví dụ giống như là này mà rồi. Bạn vào trong một post này. Please. Để tạo thêm cái menu thì các bạn vào trong post, bấm cho cái categories. Các bạn thêm vào đây, có cái tin tức rồi đúng không? Ví dụ giống cái của trang của bạn là cũng có. Ví dụ bạn xây dựng một trang web đó là để mà cung cấp cái dịch vụ chăm sóc pet đúng không? Sản phẩm. À, trang bạn mình đang là trang du lịch Huế mà đúng không? Cả cái gói sản phẩm. Cả cái gói du lịch. Cả cái gói tour du lịch. Đấy. Add new. Đúng không? Tin tức gọi tôi du lịch thêm cái nữa, ví dụ giống như thông tin hỗ trợ. Hoặc là cái giới thiệu đi, mua thêm một giới thiệu đi. Đấy, ba mục. Rồi, cái menu hàng chỉnh là cái nhắc lại hai menu hàng chỉnh là cái trên này này. Được chưa? Menu hẳn có thể biểu diễn dạng cứng nó hoặc là biểu diễn dạng của cái này hả, là một cái thanh mà thực kiểu mà thanh mở ra này. Đây, hoặc là cái trang bên đây thì mình cũng là một cái thanh mở ra này mà hình như không? Đây, đây là cái menu này. Đây, có rất nhiều các nội dung nó lưu ở trong này. Được chưa? Đây. Thì cách để tạo menu thì nó giống mình nói lúc này đó. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cả cái categories.
Xong thì các bạn bấm vào đây là các bạn bấm cho cái appearance, các bạn chọn menu. Cho cả cái mục là categories này ấy, thì các bạn thêm vào. Beyond. Đấy, bạn thêm vào. Add to menu. Again, có vào mục save lại. Rồi, bạn ra cái trang ngoài. Các bạn thấy ở đây là cái menu của bạn rồi. Đây, categories. Do cái team này không có cái hiển thị cái thanh menu. Do cái team này không có cái hiển thị thanh menu. Cho nên là cái này không có. Còn giả sử cái team của mình đang có cái thanh menu ở trên này thì hẳn sẽ có cái này. Thế nhưng cái này thì cũng là một cái nó rất cần thiết trong trường hợp các bạn muốn quản lý thiết kế kiểu này ha. Nếu là cái storefront thì hẳn sẽ có cái thanh menu ha. Đây. Bây giờ mình sử dụng cái storefront đi. Lại ví dụ là storefront đi. Appearance teams. Đây sử dụng cái top storefront này. Các bạn sẽ thấy là có cái thanh menu trên này. Home, tại sao chọn any sample page? Cái này là cái white getter. Sidebar hoặc là footer, cái này chẳng qua là nó thường cái này các bạn không cần phải chỉnh, bởi vì khi các bạn cài đặt theme là có sẵn mấy cái này rồi, các bạn khỏi cần phải chỉnh hết. Các bạn chỉ cần chỉnh cái theme này, chỉnh menu này, chỉnh plugin này, đó là mấy cái các bạn cần phải chỉnh thôi. Rồi, bây giờ giả sử mình thêm cho cái primary menu á. Tại vì lúc nãy mình chưa thêm cái primary menu. Đây, thì các bạn thấy rằng trong cái primary menu hẳn sẽ thêm ba cái mục này. Giới thiệu, gọi tour du lịch và tin tức, đúng không? Trong tin tức thì mình có cái mục lúc nãy mình cái bài này mình có thể đăng vào. Được chưa? Rồi, đấy là cái menu. Được chưa? Rồi, cài concept phần 7. Rồi thêm bài viết cái này làm rồi. Nhập số dữ liệu trong mục press. Tức là bạn dùng rằng đấy là cái trang web mà các bạn đang làm offline. Đấy, sau này giả sử các bạn muốn up lên online thì các bạn cần phải có một cái file để up lên online. Thì các bạn có quyền đó là vào trong cái này để import hoặc export. Ví dụ giống các bạn có một cái trang web sẵn rồi, các bạn import vào đây thì nó có một trang web luôn, đúng không? Hoặc là nếu mà các bạn muốn export cái này ra để mà up lên cho Google hoặc là up lên cho cái hosting đấy, thì các bạn có thể export nó ra, hàng sẽ lưu các bạn dự dàng một cái file rồi đấy. On content ha. Nó là export file là hàng sẽ tự động nó cài đặt cái file này về. Sau này các bạn chỉ việc upload cái file này lên trên cái hosting, nó sẽ tự động các bạn sẽ có được cái file như thế này. Như vậy, tức là các bạn sẽ xây dựng cái này offline, sau đó các bạn lưu về, up lên cho cái đó là nó được. Ok, đây, lưu ý ha. Rồi, thì đó là cái import export dữ liệu từ WordPress. Rồi, bây giờ tiếp theo đó là nhập 20 sản phẩm mẫu. Để nhập sản phẩm mẫu đó là các bạn sẽ có sẵn cái mục là product ở đây này. Đấy. Bây giờ bạn nhập 20 sản phẩm mẫu. Bây giờ để mà nhập 20 sản phẩm mẫu mình cần có một cái web nguồn. Web nguồn sang từ web để các bạn lấy sản phẩm. Cho bây giờ giả sử các bạn không có nhân thực lấy đâu ra hình ảnh sản phẩm mọi thứ mà up đúng không? Bây giờ giả sử du lịch Huế đi. Có thể có cái trang nào là có cái việc gọi sản phẩm nhiều để mà apply ở đây không? Đặc biệt mấy trang này ha. Đấy, dù giống trang IP vô hệ như đây. Hoặc là đây, sản phẩm dữ liệu.
có cái gói các cái gói đâu này chỗ kia ha, ví dụ như là ví dụ vào cái trang gọi là như cái này có không, chẳng như thế kiểu mâm ví dụ giống mình vào cái trang giống Tiki là mình thấy có là cái gói du lịch đó Tiki đi, nếu mà không có thì các bạn có thể tự build cũng được ha, tự xây dựng nên cái cả content cũng được, chẳng nhất thiết phải lấy của họ nữa. Đấy, bây giờ mình rảnh mình ngồi build cho nên mình ngồi việc cho ngắn này kia, à, mình ngồi mình copy cho ngắn. Đây có tới 4983 sản phẩm cho các bạn thao, ôi trời, không phải là của Huế. Rồi đây, đây là các sản phẩm, mình lấy view đây là các gói tour du lịch của Huế ha. Đấy, ví dụ đây là tour du lịch của Huế hết đúng không, ví dụ vậy ha, chẳng ra cái chi chi không không. Rồi ví dụ đây thì các bạn chỉ việc đó là lấy cái nội dung này rồi các bạn sử dụng, bạn đưa vào trong này product ở đây được chưa. Rồi bây giờ làm dần dần ha để các bạn xem ha. Rồi add new product, đúng rồi, có thêm một cái nữa đó là các bạn tạo cả cái categories. Nếu giả sử các bạn giống trong cái tour du lịch các bạn có cái tour ngoài trời và tour trong nhà thì các bạn cũng nên tạo cả cái categories ở đây ha, ngoài trời đấy, có cần mô tả gì thì mô tả, có upload ha, add new category, tour ngoài tour trong nhà, add vào. Đấy. Để khi mà các bạn tạo ra cái sản phẩm mới thì các bạn có thể add cái phân loại của nó vào luôn, hoặc là add các thuộc tính đây. Chẳng hạn như ở đây là tour thì hẳn có các cái loại thuộc tính như là thuộc tính về thuộc tính về hướng dẫn viên đúng không? Hoặc là tour guide. Đấy. Tour guide này hẳn sẽ thành nếm đi, chẳng phải là ordering attribute. Đây là cả cái thuộc tính ha. Đấy, các bạn edit cái attribute này. Tour thì hẳn có hai loại tour guide, một là tour guide ở Việt Nam, hai tour guide ở nước ngoài ha. Đấy, update. Này, các bạn có thêm là Vietnamese này, máy tôi ra là Vietnamese này, hoặc loại thứ hai đó là nước ngoài, foreigner. Đấy, ok, và rồi sau khi bạn là set các cái thuộc tính và phân loại rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo cái sản phẩm. Giờ giả sử là cái tour này, đấy không phải tour, tuy nhiên mình lại dù đây là tour đi, cần khoảng nhé. Có rất nhiều cái hình ở đây ha, các bạn cứ lưu hết về mà up lên trong phong phú. Đây sắp trên bài tour ha, rồi mình lại ví dụ đây là tour đi, ok. Ở giả sử mình bổ sung cái mấy cái hình này cho nó phong phú, ví dụ đó, ví dụ là Huế đấy ha, đây. Rồi xong. Rồi bây giờ các bạn sẽ lần lượt các bạn add các nội dung vào ha. Đầu tiên là tên sản phẩm, ví dụ đây là tour du lịch Huế, như đây có Huế luôn ha, du lịch Thành Nội như vậy. Đấy, đầu tiên là cái tên ha, các bạn cái khóa bình thường như đó được tùy các bạn ha, nhất thiết cái khóa đâu, du lịch Thành Nội. Đấy, cả cái thông tin mô tả về tour. Điểm
công ty mô tả với tôi add vô. Thường cái này thì mình sẽ bỏ hai cả hai bên này để mình add cho nhanh này. Các bạn bấm nút Windows, vậy là bấm nút sang phải. Xong thì bằng cái này thì các bạn bấm nút Windows, bấm bấm nút sang trái là sẽ hiện ra hai bên này, add cho nó nhanh ha. Các bạn add kiểu kia kia là nó cả ngay xong. Đấy, add tên vào, add cái mô tả với tôi vào. Hiện nay sẽ có thêm một cái đoạn giới thiệu ngắn nữa. Thường là các cái bài viết là sẽ có cái đoạn giới thiệu ngắn ở trên này ha. Ví dụ giống như là còn đoạn có đoạn giới thiệu ngắn gì không? Ví dụ lấy đoạn làm giới thiệu ngắn đi. Đấy, ví dụ có thêm một đoạn giới thiệu ngắn ở đây nữa. Rồi. Giới thiệu đây là giới thiệu chi tiết về cái tour này, còn dưới kia là giới thiệu sơ bộ về cái tour này. Đấy. Rồi, bắt đầu tiếp. Categorize, đây là tour ngoài trời này. Yeah. Product là các bạn cần lấy cái tiêu đề các bạn dạng bốt sẵn xuống, đúng không? Còn không cần bạn chỉ việc gọn gọn này. Cái này hẳn sẽ là cả cái từ khóa để sau này khi họ search Google là hàng ra này luôn ha. Các cái hình ảnh về sản phẩm. Bây giờ các bạn sẽ bốc cái hình ảnh lên. Giờ ở đây mình có rất nhiều hình ha. À, bây giờ chúng ta up các hình mình vào. Cái gallery này là giống mấy cái cảnh nhỏ nhỏ trái bên cạnh này. Bên cạnh cái hình chỉnh chúng ta sẽ có rất nhiều hình phụ để mà ai muốn nhìn thêm thì có thêm mình cho xem kỹ hơn ha. Rồi một cái quan trọng nữa đó là chúng ta sẽ set cả cái thông tin ở đây. Rồi bên này bên cái bên này là xong xuôi thôi này, được chưa? Đây. Bên này. Cái giá ở đây là giá bao nhiêu? Ví dụ một tour bạn là tour một ngày giá 1 triệu rưỡi. Đây là các bạn đang regular price là bảng ảnh này. Tí nữa mình sẽ nói các bạn cách để các bạn đổi cái đơn vị tính tiền ở đây ha, trong cái WooCommerce thì tí nữa mình sẽ nói sau. Cái sale price ví dụ như đây 1 triệu rưỡi là sẽ 50 sale chỉ còn lại là 100. À, 1 triệu và sẽ chỉ là từ ngày 29 từ ngày hôm nay tới hết lễ, ví dụ tới ngày mùng 2 năm, được chưa? Đây các bạn có quyền quyết định cái thời gian để mà xem này. Lưu kho cái này thì các bạn cứ có lưu kho thực ra đối với cái mặt hàng gồm áo quần hoặc là các mặt hàng khác thì có những cái lưu kho này, còn tôi là thì trả lưu cái gì ha. Shipping cái sản phẩm này nó nặng bao nhiêu ký thì đây cũng tương tự áo quần thì hẳn sẽ có cả cái ký hoặc cái này giúp các bạn tính khi các bạn sau này các bạn tính cái hóa đơn vận chuyển đấy, giống như giả sử các bạn ship hàng thì các bạn có tính cái thời hạn là mấy ký để mà tính ra cái phí vận chuyển, đúng không? Đấy, còn cái tour du lịch thì cũng cần thì thôi, đúng không? Đấy, còn nếu mà các bạn có thì các bạn nên ghi vào trong đầy đủ sau này tính cho nó dễ. Link về sản phẩm sell và cross sell đây, cái cả này nếu mà các bạn có 3-4 sản phẩm. Ví dụ giống bên cạnh tour du lịch Thanh Nội, mình có tour du lịch Tam Giang, mình có ghi bên cạnh tour Tam Giang thì hẳn sẽ gõ ra cái này, hẳn sẽ hiện ra cái tour ở đây. Thì cái này upsell hoặc là sell chéo, nghĩa là khi họ mua cái sản phẩm này rồi thì các bạn sell luôn cái sản phẩm khác để họ mua 2-3 sản phẩm cùng một lúc. Đây, cái này trên cái trang của Tiki các bạn rất là hay gặp ha. Đây, đây là chính là sell chéo này. Còn các bạn mua sách đó thôi thì các bạn hẳn sẽ hiện thêm mấy cái sản phẩm sách này thì người ta có thể mua kèm. Được chưa? Đây, cross sales. Cái attributes này là các cái thuộc tính. Ở đây thì giả sử ở đây các bạn có sử dụng cái thuộc tính để tour guide cũng là tour Thanh Nội, tuy nhiên các bạn có quyền lựa chọn đó là hai cái lựa chọn đó là foreigner hoặc là Vietnamese, đó là hai lựa chọn. Save, được chưa? Rồi advanced, cái purchase note, cả cái lưu ý khi mua hàng, cả cái menu order, cái dung sang của việc mua hàng ha. Đây cái này ở đây có rất nhiều các cái ứng dụng khác, cho nên mình nói là mình chỉ nói những cái cơ bản thôi, cho mình nói hết cái này thì không biết bao giờ bao lâu mới xong ha. Đây bây giờ mình publish đây
Đây là cái sản phẩm túi du lịch thanh nồi, giá nó giảm từ 1,5 triệu xuống còn 1 triệu ha. Đây sản phẩm ở đây là các bạn có thể bấm là máy mua máy sản phẩm đó, giống 5 người mua 5 cái đúng không. Loại đây là ngoài ngoài trời, tour ngoài trời đấy, từ khóa đấy. Ở đây là hình như là mình đang còn thiếu một cái đúng không này. Để mô tả sản phẩm và mọi thứ được chưa, để mình thử mình xài cái rồi thì đây là cái sản phẩm tour Hà Nội nằm trong điện cái phao đầu này gọi tour du lịch à, như lúc nãy mình chưa xác cái này thuộc gọi tour du lịch à. Đây là mình mới sang cái tour ngoài trời thôi. Cái lúc này là cái phân loại của bài viết chứ mình là chưa có cái phân loại của cái này. Rồi ok, vậy thì mình sẽ thêm cái này vào trong cái menu. Đấy, mình sẽ vào trong cái appearance, các bạn vào menu thêm hai cái tour ngoài trời và tour này categorize beyond tour du lịch. Và thêm hai cái tour ngoài trời và tour nữa vào trong cái cả này bằng cách đó là lấy link của cái này gõ vào. Tour ngoài trời này, tour ngoài trời không biết sao ở đây là tour ngoài trời không có sản phẩm nào nhỉ. Rồi thì thông thường cái này hẳn sẽ phải hiển thị nắm trống để cái gọi về tối ngoài trời chứ nhỉ. Okay. Rồi thì các bạn cần phải thêm cái tour ngoài trời này vào trong cái thăm menu của bạn nữa. Thì đơn giản đó là thường thì khi bạn tạo nội dung mà có cái categories tour ngoài trời thì hẳn sẽ dẫn theo dẫn home tới tour ngoài trời, xong tour là thành nội thì các bạn chỉ copy cái này quay trở lại vào trong cái thăm menu. Yes, menu à, là thường các bạn cách trên này là có sẵn cái menu trên đó luôn rồi ha. Còn bấm một cái custom link này, bạn gõ vào đây tour ngoài trời. Và để cái này nằm giữa cái gói túi lịch ha, save đây. Thì các bạn sẽ quay trở lại này, các bạn sẽ thấy đăng kiểu cái gói túi lịch có tour ngoài trời ha. Bây giờ giả sử mình có thêm một sản phẩm nữa và mình đặt tên hẳn là tour trong nhà, tour trong nhà thì hẳn cũng sẽ ra cái menu là tương tự như vậy. Các bạn sẽ làm tương tự bước làm nó tương tự như vậy thì hẳn sẽ ra tour trong nhà tương tự một cái tiki vậy ha, chính trang luôn ha. Thì đây đó là cách để các bạn tạo menu và tạo sản phẩm. Ok, lưu ý ha. Rồi thì đây là cái liên quan đến tạo menu và tạo sản phẩm. Thì các bạn cứ lần lượt tạo 20 sản phẩm như cách mình vừa nêu thì các bạn sẽ tạo xong cái cả 20 cái đó.
Về rồi trả VOZ Express thì đấy là cái exercise 1. Cái thứ hai đó là các bạn sẽ làm một cái bước nữa, đó là thiết lập web bán hàng. Thiết lập bài web bán hàng thì các bạn sẽ làm 6 cái tùy chọn để thiết lập web bán hàng như thế này, cả thiết lập của commerce. Thì cách để thiết lập thì bạn vào trong cái commerce này, các bạn thiết lập 6 cái này. Đầu tiên cái orders, nếu các bạn mà không biết với tiếng Anh thì các bạn làm tiếng Việt được ha, không nhất thiết phải làm tiếng Anh đâu. Bạn bấm setting ha. Rồi commerce. Rồi, bạn bấm vào đó thì hàng sẽ hiện ra đây. Cái cửa hàng bạn nằm ở đâu? Bạn phải thiết lập ha. Cửa hàng ví dụ giống ở Việt Nam. Địa chỉ ví dụ giống như là 99 Hồ Đắc Chi. Ok. Đây. Thành phố là Huế. Postcode 53.000. Như vậy ha. Tiền mà bạn đang chọn. Đây, cái lúc nãy mà hàng đang hiển thị báo thì bạn phải chỉnh chỉnh lại là Việt Nam đồng đúng không? Đây có Việt Nam đồng ở đây. Ok. Là cái này có tiếng Việt nữa, các bạn tiếng Việt các bạn có thể đọc tiếng Anh. Còn không đọc tiếng Anh được, what type product you are selling? Cái loại hàng mà bạn đang bán là cái loại hàng gì? Thì ở đây là mình bán cái sản phẩm du lịch cho nên là hẳn là cả cái digital product. Tuy nhiên đôi lúc mình sẽ hạn bán thêm cả cái mặt hàng lưu niệm nữa, cho nên mình có cả physical và digital products. Ok. Và mình bán dựa trên cái tư cách cá nhân của mình thay vì công ty, cho nên mình cứ cái này con giả sử mình bán dựa trên công ty thì thôi. Ok, let's go. Cái này bạn công ty hoặc là khải lên để cho commerce họ track những cái cả các bạn đang thiết lập hơn. Rồi cái payment thì các bạn sẽ có rất nhiều cái tùy chọn với payment ở đây, cái COD hay là cái thằng khả là payment offline được chưa. Đây họ là check payment thông qua cái check, cái tờ check á. Đấy họ là chuyển khoản ngân hàng, họ là cash on delivery COD. Đây COD cash on delivery. Đây các bạn được cho phép các bạn giả sử đây mình chỉ có chứng hai rất là chuyển khoản ngân hàng hoặc là trả tiền mặt thôi, chẳng hay đó. Continue. Về phương thức ship thì ở đây là mình sẽ có là ship ở Việt Nam thì có hai thức, một là sẽ có cái free ship và hai là free ship. Ví dụ ở đây là mình free ship ở Việt Nam luôn ha. Đây còn những cái vùng khác là sẽ có free ship, ví dụ giống như là free ship ở các cái thành phố khác, đó là nó tùy thuộc. Ví dụ đấy là bạn không set một cái giá cố định mà các bạn set cái giá bất định thì các bạn sẽ gõ vào đây một cái giá nó ví dụ 100.000. Rồi, shipping xong thì cái Gram comment mấy cái này thì thôi, nếu các bạn sai thì Mailchimp và Facebook thì sai không thì thôi. Nếu có thì các bạn kết vào ha, cũng mất mạng gì ha. Nếu bạn thích mạng này thì thôi, skip. Ready, yes please. Rồi. Bây giờ mình ta quay trở lại setup những cái lúc này đó là setup thông tin cơ bản vừa hàng ha. Và bây giờ mình ta setup những cái tùy chọn. Đầu tiên là tùy chọn order. Let's go. Đây là design your store ha, thiết kế cửa hàng của bạn. Đây, các bạn cứ tùy chỉnh như vậy thì bạn vào đây các bạn tùy chỉnh thấy phông nền, thấy đồ, thấy header, thấy footer, các bạn thêm hình thêm đồ gì các bạn vào đây các bạn tùy chỉnh ha. Đây tùy chỉnh xong rồi bạn bấm publish là nó ra. Đây đó là một cái tính năng rất quan trọng của cái đó. Rồi setting. Rồi
quay trở lại cái tính năng liên quan đến WooCommerce này, thì bạn bấm vào cái ô setting ha, để bạn tùy chỉnh general tiêu chí, rồi shipping như sao, shipping on country hay là chỉ gọi shipping ở Việt Nam thôi. Ví dụ mình chỉ muốn không, mình sản phẩm du lịch cho nên mình phải ship tới tất cả các cái country, sell cũng tất cả country luôn. Đây sell tại cửa hàng, cửa người khách hàng sẽ mua tại cửa hàng hay là ở đâu. Thì đấy, thì bạn cứ chọn này, thì chọn gì đấy thì chọn ha. Đấy, thì cái trong này có rất nhiều các cái tùy chọn, như là tùy chọn là có thêm cái tax rate vào đây, cái thuế vào đây, tính cái thuế vào đó, cái tính cái coupon vào đây. Đấy, đồng tiền Việt Nam đồng ha, cái cách để mà việc cái số thập phân này kia đó. Xong rồi các bạn save change đó, tùy chọn về tùy chọn chung. Về sản phẩm đây là shop, ok. Rồi các bạn có thể đánh có rất nhiều thứ đó, lúc mình có thể nhớ mình giới thiệu hết được ha. Đây, các bạn cứ đi lần lượt lần lượt phân cảnh, có mấy cái dấu hỏi này các bạn có thể xem ở đây ha. Đây cái đơn vị tận của sản phẩm đó là cm và kg hay là cái gì đấy. Animal reviews là các bạn có cho phép khách hàng review hay không. Ở đây là có 3 tùy chọn ha, chỉ cho phép tất cả khách hàng review này. Chỉ ra nếu các cái verification owner label đón customer review này. Đấy, review can only be left by verified owners, tức là những người nào mà đã mua hàng thì mới bắt đầu được cho review ha. Product rating là cho đánh giá sản phẩm hay không này, ok. Đấy, ngoài về shipping thì các bạn sẽ cho shipping ở Việt Nam là phí bao nhiêu. Đấy, hoặc là không, nếu mà không thì phương thức ship nó như thế nào. Ví dụ giống ngoài Việt Nam thì nó fix ship là shipping method đó, mà thêm plus rate local pickup như vậy, phải tới cửa hàng để pickup. Đấy, thì hàng có rất nhiều cái tùy trò đấy ha, các bạn cứ khám phá, tùy nghĩ khám phả, thanh toán tiền, thanh toán con ngân hàng, thanh toán cái gì thì vẫn qua cả chuyện khoản hàng, thì cái thông tin tài khoản ngân hàng các bạn ở đây. Đấy, description hoặc instruction ghi sổ tài khoản ở đây, hoặc là account vào đây. Đấy, account name, tên tuổi của bạn ha, số tài khoản ngân hàng, tên tật để các bạn có thể tiến hành thanh toán, ok. Account privacy. Đây, thì trong này có rất nhiều cái để các bạn nó tùy thuộc vào mục đích của bạn, chẳng hạn như cái guest checkout to place order without an account, hoặc là system đại khái là phải login thì mới cho mua hàng, hoặc là có không cần login cũng được mua hàng, hoặc không có cái account thì vẫn được mua hàng, ví dụ như vậy. Thì đây có rất nhiều các cái tính năng ở trong này, thì các bạn có thể vào đây các bạn đọc ha. Bạn có thể chỉnh cái này có tiếng Việt chứ các bạn dễ đọc ha. Các cái email, tức là khi các bạn mua hàng, nhóm khách hàng mua hàng xong thì phải gửi một cái email để xác nhận đơn hàng cho họ. Họ hủy đơn hàng thì có một cái email xác nhận hủy đơn hàng, hoặc là đơn hàng có vấn đề, fail hoặc là open. Đấy, thì hàng sẽ có các cái dạng email này, họ sẽ tự động, nó sẽ tự động gửi tới khách hàng sau khi họ mua hàng. Được chưa? Đấy, thì đấy là các cái tùy chỉnh với email thì các bạn có thể xem xét ha. Integration advanced. Thì đấy, thì các bạn dùng rằng là mình đã hướng dẫn cho các bạn những cái nội dung cơ bản liên quan đến cái việc tạo lập một cái website thương mại, từ tạo lập các cái giao diện cũng như là các cái tính năng bán hàng thông qua WooCommerce, cũng như là cách tạo lập các cái sản phẩm, các cái bài viết vân vân, được chưa? Ngoài ra nếu mà các bạn cần tìm hiểu thêm thì các bạn có thể xem các video online, được chưa? Mình sẽ có các video nếu các bạn có nhu cầu. Rồi, và hôm nay chúng ta kết thúc ở đây ha.